người nhé. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn rất là đặc biệt của quê mình, quê Chí Phèo Thị Nở mọi người ạ. Chắc hẳn mọi người đang suy nghĩ là món ăn cá kho làng Vũ Đại đúng không ạ? Nhưng mà không phải. Ở quê mình còn có một đặc sản nữa, đó là món chuột đồng mọi người ạ. Món này thì chắc là mọi người nghe thấy cũng sợ, bởi vì là ở các nơi khác sẽ không ăn thịt chuột mà thậm chí là còn sợ chuột, nhưng mà quê mình thì không có để mà mua. Thì hôm nay tình cờ thì mình có gặp các anh ấy đi đào được một ít chuột ở đây. Vì nó là hiếm nên là mọi người không chỉ đào để ăn thôi chứ không có để bán, nhưng mà mình năn nỉ mãi thì cũng anh ấy để lại được cho ba con, nên là may mắn quá thì cũng vừa về để ăn mà cũng vừa giới thiệu cho các bạn về món ăn đặc sản quê mình. Thì bây giờ mình sẽ vào chế biến nó nhé. Các anh ấy thì đã mổ và đã thui sẵn rồi, bây giờ mình chỉ việc chế biến thôi mọi người ạ. Thì bây giờ mọi người theo dõi xem cái món mình làm nó là món gì nhé. Đấy mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi hái lá chanh để mình sẽ ướp nó, sau đó là sẽ đem nó đi rán nhé mọi người nhé. Rán để ăn cho ngon. Đây mọi người ơi, sau khi mình đã làm sạch nó rồi mình thì sẽ được con chuột như này nhé. Bây giờ mình sẽ đem nó đi mình rán mọi người ạ. Rất là ngon, nó không khác gì thịt dúi đâu mọi người ạ. Nếu những ai mà đã ăn thịt dúi rồi thì cái con chuột này ăn cũng như thịt dúi luôn mọi người nha, mà thậm chí còn ngon hơn thịt dúi đấy, bởi vì là nó toàn ăn thóc thôi chứ không phải là chuột cống hay chuột gì đâu mọi người ạ. Đây người ta gọi là chuột đồng, chuột chuyên ăn thóc mọi người nhé. Rất là ngon. Giờ mình sẽ đem vào mình rán nó nhá.
Đây mọi người ơi, đây là thành quả mình vừa làm xong nhá. Vừa lấy có 3 con nhưng mà không hiểu tại sao mà mình đi chặt tàu lá chuối vào thì về nó lại chỉ còn mỗi 2 con thôi mọi người. Tìm mãi không thấy. Chắc con mèo nhà mình đâu. Chiến mất 1 con rồi. Thế này thì chết. Đặc sản đấy, bị mèo câu. Giờ mình sẽ nếm thử nó nhé mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Mình xin phép cắn cả con nhé mọi người nhá. Ngon lắm. Khoảng 13 năm 13 14 năm nay mình chưa chưa được ăn thịt chuột mọi người ạ. Hồi nhỏ khi mình ở nhà ấy thì thường được bố đi đào chuột cho ăn. Nhưng mà bố mình mới mất nên là bây giờ chỉ có gì cũng chỉ đi mua thôi mọi người ạ. Ăn rất là ngon. Khi mình ăn thịt chuột này ấy, thì kỷ niệm của những cái ngày trước ấy, nó ùa về. Những nhớ những lúc mà hồi bé mình đi đào chuột với các chú, với bố. Giờ ăn lại cảm giác nó như kiểu là ký ức nó ùa về từ những cái thời trước. Rất là ngon mọi người ạ. Ngày trước thì đâu có được ngậm chuột cả con này đâu. Chưa. Từ ngày xưa quê mình đã hiếm chuột rồi. Một nhà 5 người mà chỉ có khoảng 2 con chuột à, chặt ra rang, rang phải rang mắt. Mà ăn ngon lắm. Ăn dè. Ăn nướng cơm mọi người ạ. Làm gì ra được như này. Giờ ăn như này cảm thấy hạnh phúc. Da nó rất là giòn. Ngon lắm. Mình không biết cái miêu tả cảm xúc của mình như thế nào cho các bạn hiểu, nhưng mà thực sự sau mười mấy năm giờ ăn lại miếng thịt chuột rất là ngon, mà kỷ niệm rất là nhiều. Những ngày trước cứ đi phá ruộng, phá bờ, phá ruộng, đào, hùng ngục. Giờ được ăn con chuột rất ngon.
bởi vì là mẹ mình không có nhà. Lát nữa mẹ mình về nên lát nữa mẹ mình mới về nên là mình ăn trước. Còn con này lát mình phần mẹ mẹ mình. Rất là ngon mọi người ạ. Mình đã ăn hết một con chuột rồi mọi người. Video mình xin kết thúc tại đây nhé. Nếu các bạn yêu quý video của mình thì hãy like, share, đăng ký kênh giúp để ủng hộ mình nhé. Các bạn có ý kiến đóng góp nào thì hãy viết dưới bình luận nhé. Và nếu các bạn muốn mình làm những cái video về đồ ăn gì, hay là có muốn mình làm về đề tài gì thì mọi người cứ bình luận để góp ý cho mình để mình cải thiện thêm về video của mình nhé. Xin chào tất cả mọi người.